Kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã không rời màn hình. Chúng tôi xin tiếp tục chương trình Việt Nam hôm nay với luật sư Trần Quốc Hiền, hiện đang sinh sống tại Hà Lan với diện tị nạn. Thưa luật sư Trần Quốc Hiền, một trong những cái quyền căn bản mà các quốc gia dân chủ ở trên thế giới đều tôn trọng đó là cái quyền tự do ngôn luận. Tại sao Cộng sản Việt Nam lại sợ không cho người dân quyền này? Chẳng hạn họ cấm tất cả mọi hình thức báo chí tư nhân, và ở trong nước chỉ có báo chí do nhà nước chủ đạo mà thôi. Và hiện nay họ cũng đang tìm cách hạn chế quyền phát biểu ở trên Internet, trên các Facebook vân vân. Thưa anh, giả như là họ mà tôn trọng quyền này đó thì có hại gì cho cái quyền cai trị của họ? Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tôn trọng cái quyền này. Chính quyền của những cái quốc gia ấy, họ đâu có sợ cái quyền tự do ngôn luận. Tại sao Cộng sản Việt Nam lại sợ đến nỗi sẵn sàng làm những cái hành động hết sức là hèn mạt để mà ngăn cản cái quyền này, thưa anh? Dạ vâng, thì anh cũng để trả lại cái câu trả lời này của cái câu hỏi này đó, thì chúng ta lại đi lại về cái câu trả lời vừa rồi mà anh nói về cái vấn đề tự do tôn giáo. Thì chúng ta biết rằng người cộng sản đó thì họ hành ác, tức là họ chuyên làm những điều gian ác hoặc là giả dối, hoặc là họ làm rất là những cái điều mà không có chính danh. Cho nên chính vì vậy đó, nếu mà cho tự do báo chí đó, cho báo chí tư nhân rồi, tức là chúng ta thấy rằng đó là nếu mà cho tự do báo chí như vậy đó thì người ta có quyền nói lên những cái sai trái của nhà cầm quyền. Bất cứ kể cả như chúng ta thấy ở các nước địa phương đó, tổng thống hay là thủ tướng hay là bất cứ một cái vị nào đó mà đã là đứng ở biết cương vị mà lãnh trọng trách lãnh đạo một quốc gia đó, thì đương nhiên rằng đó, những cái người đó, đó tuy rằng có là thủ tướng hay tổng thống hay bất cứ một cái vai trò gì lãnh đạo trong quốc gia thì họ cũng là chỉ là một con người thôi, thì họ cũng đâu có thể nào mà thoát được những cái sai lầm đó. Thì ở nước ngoài đó, ở những cái nước tự do dân chủ đó, thì người ta để cho người dân đó soi xét và coi như là người ta sẽ đánh giá xem coi là cái việc làm của cái người đó đúng hay sai, những cái cách thức lãnh đạo đó, có đi đúng hướng, đi đúng luật pháp hay không. Còn đối với những chế độ độc tài, mà nhất là chế độ cộng sản đó, thì họ đâu có tôn trọng cái vấn đề cái quyền tự do ngôn luận được, là vì đó họ cái chính danh của họ là không có, họ thường là cướp chính quyền và sử dụng bạo lực, cổ suý cho tất cả những cái điều rất là tàn bạo, và họ dùng cái sự gian trá để lấp liếm tất cả những tội ác của họ. Thì đương nhiên rằng đó là họ không muốn ai mà khui ra cái tội ác của họ cả. Đó. Thì như vậy đó, mặc nhiên đó là họ phải cấm luôn cái chuyện mà người dân là ra báo, thậm chí đó là ngay cả trong tư tưởng thôi, có suy mầm bóng mà khác với là nhà cầm quyền đó, thì cũng đã là bị ghép tội rồi. Chúng ta thấy rằng hồi xưa đó có cộng sản đó, trước đây đó họ có cái điều luật 79, là cái điều luật nó nói rằng đó là những người đó mà có âm mưu chống phá nhà nước, tức là lật đổ chính quyền, tức là mới chỉ là có ở trong tư tưởng thôi đó, là đã có một hẳn còn một cái điều luật để mà có thể bắt bỏ tù đó. Đó là điều luật 79. Và với một cái sau này khi mà bị thế giới lên án về cái việc mà họ ra một cái điều luật rất là mơ hồ như vậy để bắt bớ những cái người mà họ cho rằng đó là chống đối chế độ, họ cũng ưa đó, thì bây giờ đó người cộng sản họ điều chỉnh lại đó, điều chỉnh lại cái điều luật đó, và họ đã hầu như là xóa bỏ cái điều luật 79 này. Nhưng mà tuy nhiên họ lại đặt ra những cái điều luật khác để mà vẫn tiếp tục bắt những cái người mà bất đồng chính kiến đó theo một cái những cái điều luật khác. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái chế độ cộng sản không thể nào có tự do tôn giáo, và người cộng sản họ biết rằng cái sức mạnh của vấn đề truyền thông đó nó rất là mạnh mẽ. Tại vì đó người cộng sản đó họ thành công, tức là cộng sản Việt Nam đó, họ thành công, họ chiếm được miền Nam hồi ngày xưa đó, là họ dùng cái vấn đề bóp nghẹt tự do thông tin và không có đưa sự thật, nhưng mà họ bóp méo những cái gì mà theo có lợi cho họ trong cái việc cưỡng chiếm miền Nam và việc cai trị ở miền Bắc, và sau này là cả nước. Chúng ta thấy 40 năm rồi, chúng ta thấy đó là không thể nào mà có cái chuyện mà có tự do tôn giáo, tự do báo chí được, vì đó những cái điều đó nó sẽ cản trở cái việc mà người ta muốn làm bất cứ cái điều gì theo ý người ta. Và khi mà người dân đó mà người ta có quyền ta nói lên suy nghĩ của họ đó, thì đương nhiên rằng đó là
cái việc mà lãnh đạo xuyên suốt theo cái kiểu cách nói của người cộng sản đó là ý đảng là phải xuyên suốt hết tất cả mọi cái mọi thứ, người dân là chỉ có phục tùng thôi. Thì nếu mà có cái người, một cái cơ quan báo chí nào tư nhân hoặc là những cái phương tiện truyền thông nào mà đã đả phá cái chủ trương cái, những cái việc làm của họ đó, thì đương nhiên họ rất là khó chịu và đương nhiên là họ phải triệt tiêu ngay. Và chính vì vậy đó mà vấn đề tự do tôn giáo không âm tự do ngôn luận đó bằng các hình thức đều không có được chấp nhận. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta biết ngày nay đó, với cái phương tiện truyền thông hiện đại như internet rồi các cái trang mạng xã hội đó, thì cộng sản đó, mặc nhiên là họ không thể nào nắm được cái con bài truyền thông như lúc trước nữa. Tức là họ muốn tuyên truyền cái cách giả dối gì đó thì ai cũng phải nghe, mặc dù họ nói rằng con bò là con vịt đi chăng nữa thì ai cũng phải chấp nhận cả. Nhưng mà ngày nay đó thì nó khác, tức là cái phương tiện truyền thông tuyên truyền đó, cộng sản người ta hay gọi là tuyên truyền đó, thì bây giờ không còn nằm hẳn là trong tay của nhà nước nữa, mà bây giờ các trang mạng dần dần thay thế những cái phương tiện truyền thông chính thống trước đây, chẳng hạn như radio, TV, và bây giờ đó người ta tìm kiếm thông tin mà không phải do nhà nước cộng sản đó họ công bố đó, thì họ kiếm rất là dễ dàng ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là qua mạng internet. Cho nên đó là một trong những cái dấu hiệu mà thất bại của vấn đề mà cộng sản nắm chặt truyền thông trong tay. Và trong tương lai tôi nghĩ rằng đó là chính cái điều này nó có thể phá vỡ tất cả, bỏ cái bức tường bưng bít thông tin và bạch hóa tất cả những điều sai trái của chế độ cộng sản đó thôi. Vâng, hiện nay đó thì có thể nói là các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước và ngay cả người dân nữa, họ sử dụng điện thoại di động, trong đó có internet, có khả năng chụp hình, có khả năng gửi email, có khả năng gửi tất cả những cái hình ảnh ra hải ngoại. Chính vì thế cho nên hiện giờ ở trên các trang mạng xã hội và ở trên Facebook có rất là nhiều những cái video cho thấy rằng cộng sản Việt Nam, công an cộng sản Việt Nam đánh đập người dân một cách hết sức là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Và đương nhiên đó là khi mà người dân thấy được cái sự tàn ác và gian dối của cộng sản đó, thì họ bắt đầu phát biểu ở trên Facebook rất là mạnh mẽ, họ đả kích cộng sản Việt Nam, họ chê bai, họ phê bình và họ biểu lộ một cách rất là rõ ràng đó là họ không chấp nhận được cái chế độ cộng sản. Và tôi nghĩ đó chính là cái lý do mà cộng sản Việt Nam rất là ngại, mặc dù là bây giờ họ không còn có một cái cách nào khác để mà cấm đoán, nhưng mà họ cấm đoán được chừng nào thì tốt chừng đấy. Và nhất là những cái người dân nào mà biểu lộ một cái sự phản đối quá mạnh đó, thì họ sẽ tìm cách khống chế, thậm chí là bỏ tù nếu mà người đó không có một cái thế chính trị cao một chút. Vâng, thưa anh, còn một cái quyền khác nữa, đó là cái quyền tự do hoạt động công đoàn độc lập và cái quyền đình công chính đáng của giới công nhân. Đây không chỉ là cái quyền mà bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đòi buộc, mà mới đây nhất là hiệp định TPP, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam mới gia nhập cũng đòi buộc. Tôn trọng quyền này đó thì có hại gì cho cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam? Nhất là họ lại là họ tự hào đó là họ là xuất phát từ cái giới công nhân và bênh vực đặc biệt là giới công nhân. Tại sao họ lại đàn áp và dập tắt tất cả những cái cuộc đình công của giới công nhân Việt Nam, là giới đang bị bóc lột cái sức lao động do cái mức lương của họ có thể nói là thấp nhất thế giới và cái điều kiện làm việc của họ cũng có thể nói là thuộc hàng tồi tệ nhất thế giới, thưa anh? Dạ vâng, thì chúng ta biết rằng đó là hiểu công nhân đó, thì phải nói rằng đó những cái người cộng sản đó họ rất là hiểu công nhân. Vì chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta trở lại lịch sử của cái sự cầm quyền của chế độ cộng sản xuất hiện chủ nghĩa cộng sản đó, nước Nga chẳng hạn, chúng ta thấy đó thắng cách mạng tháng 10 Nga đó, thì chúng ta thấy rằng đó cái lực lượng chính đó chính là những công nhân ở trong các nhà máy. Và Lenin đó là lợi dụng cái tuyên, tức là họ lường gạt được cái giới công nhân này để mà tạo thành một cái lực lượng đối kháng và lật đổ được chế độ Sa Hoàng ở Nga. Và
Vì sao mà chúng ta nói rằng đó là người cộng sản, người ta hiểu người công nhân rất là rõ, tại vì đó là họ học hỏi nhau từ những từ cái cuộc cách mạng đầu tiên, từ cuộc cách mạng tháng 10 Nga đó, và từ đó đó họ đúc kết qua năm tháng, họ đúc kết họ rất là nhiều những cái kinh nghiệm cho họ thấy rằng là họ có thể lợi dụng được cái giới công nhân này, và đó là chưa kể giới nông dân nữa, bằng cách rất là nhiều những cái mỹ từ, và họ lợi dụng vào những cái hoàn cảnh khó khăn của người công nhân đó để mà họ phát động các cuộc cách mạng đó. Và chúng ta thấy rằng đó, tuy nhiên đó, thì đến năm hai phải nói rằng đến năm 1989 đó, thì công đoàn đoàn kết Ba Lan đó cũng xuất phát từ giới công nhân, và chính từ cái công đoàn độc lập này đã làm sụp đổ chế độ cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô. Nó không phải là tác nhân chính, nhưng mà nó là một cái ngòi xuất phát để mà cuối cùng đó, cả một cái hệ thống cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô, cuối cùng cái nôi của cộng sản cũng sụp đổ theo. Thì như vậy đó, những cái bài học như vậy á, phải nói rằng đó là người cộng sản đó, họ đúc kết rất là kỹ càng, và họ tìm ra những cái chỗ nào mà có thể gây nguy hại cho chế độ. Và bây giờ đó thì họ là những người cầm quyền, và những cái người mà lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay đó, người nào cũng rất là giàu có, tức là họ tham nhũng và vì nhau quyền lực mà họ có được tài sản, cho nên họ chưa bao giờ là những người công nhân cả, mặc dù họ lợi dụng những người công nhân để mà họ phục vụ cho cái tham vọng chính trị của họ, và bây giờ họ thành công đó. Thì chúng ta thấy rằng là họ chưa bao giờ là từ xuất phát từ giới công nhân cả đó, chỉ trừ ra là Tôn Đức Thắng là ông ta là sự Ba Son, tức là xuất phát từ giới công nhân Ba Son thôi. Còn ngoài ra chúng ta thấy rằng những cái người lãnh đạo cộng sản, lãnh đạo chính trị từ xưa đến nay, ngay cả Hồ Chí Minh cũng vậy, chúng ta thấy rằng họ không xuất phát từ giới công nhân, nhưng mà họ lợi dụng được người công nhân bằng những cái chiêu thức của họ. Thì như vậy đó, họ hiểu rõ rằng đó, từ cái bài học của công đoàn độc lập tại Ba Lan đó, họ biết rằng đó, tuy nhiên rằng cấm vấn đề công đoàn độc lập đó, và tất cả công đoàn của chế độ đó đều phải được sự sai khiến của nhà nước và phải nằm trong cái sự mà kiểm soát của nhà nước, vì họ không muốn lặp lại cái kịch bản của Ba Lan. Và như vậy đó, thì cho dù tôi nghĩ rằng đó, Việt Nam vừa mới được tham gia vào TPP như anh vừa nói đó, và trong đó có rất là nhiều điều khoản buộc đó là Việt Nam phải là cho thành lập công đoàn độc lập, và không có sử dụng phải là không có giám sát, không có chịu sự giám sát của nhà nước, và người công nhân đó họ có quyền tự do lập hội và thành lập công đoàn độc lập để mà họ tự quyết định lấy cái quyền lợi của họ với giới chủ. Nhưng mà tuy nhiên thưa anh đó, đối với lại những cái hiệp định mà người cộng sản họ ký đó, thì thường đó là họ những cái nào mà bất lợi đó, thường là họ kéo dài, hoặc là họ mua thời gian, hoặc là họ trì hoãn, rồi đến lúc đó đó họ sẽ dùng những cái chiêu thức này chiêu kia, bắt người này bỏ tù người kia, để mà bắt đầu đó là họ trả giá mặc cả, để cuối cùng đó họ kéo dài những cái trì hoãn cái việc chẳng hạn như thành lập công đoàn độc lập chẳng hạn, và họ chuẩn bị cho những cái công đoàn độc lập trá hình của họ đó, để mà trình làng với lại cái hiệp định TPP này để mà nói rằng chúng tôi cũng cho thành lập công đoàn độc lập đây, nhưng mà kỳ thực đó là trong toàn là người của họ thôi. Và tôi nghĩ rằng là người cộng sản họ đang nghĩ đến cái chiêu bài đó, và cái kế hoạch đó họ đang bắt đầu họ thực hiện rồi, chứ không phải là không, để mà cuối cùng đó là cũng giống như là chúng ta vừa nói về tôn giáo đó, thì chỉ có cái vỏ thôi, chứ còn thật sự bên trong cái ruột đó cũng đều là cộng sản cả. Thì như vậy đó, thì cuối cùng đó, người công nhân cũng chẳng có cái gì gọi là độc lập, mà công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi đâu. Cho nên đó là chúng ta cần phải theo dõi, chúng ta cứ nhìn sát xem coi là người cộng sản họ sẽ làm giải hóa giải cái vấn đề mà phải có công đoàn độc lập trong cái hiệp định TPP này như thế nào trong tương lai gần đây thôi, thì chúng ta sẽ thấy được cái toàn tính của họ nó sẽ lộ rõ dần dần. Thưa anh, dường như Lenin, nếu tôi không lầm thì là Lenin có nói câu này, đó là ở đâu có bất công thì ở đó có đấu tranh. Tức là cái nguyên nhân của cái việc đấu tranh nó là cái sự bất công. Vậy thì nếu mà muốn diệt đấu tranh thì tốt nhất đó là đừng có tạo ra những cái bất công. Thế mà hiện giờ đó,
họ sợ giới công nhân đấu tranh đứng lên để mà và cái cuộc đấu tranh của giới công nhân có thể nguy hiểm cho họ. Tại sao họ lại không không diệt cái những cái bất công của họ không tạo một cái sự công bằng cho giới công nhân, tức là trả lương cho công nhân một cách vừa phải, đúng mức, đúng với lại cái sức lao động của họ. Như vậy, một khi mà người công nhân đã được sống đầy đủ thì họ đâu có cần đấu tranh nữa. Sở dĩ mà hiện giờ đó có những cái cuộc đình công rất là mạnh mẽ của giới công nhân và rất là đông đảo nữa là vì giới công nhân đã bị bóc lột cái sức lao động một cách hết sức là tàn bạo. Thế thì tại sao họ không có chấm dứt cái tình trạng bóc lột giới công nhân? Tại sao vậy thưa anh? Dạ thưa anh, thì bây giờ đó chúng ta phải hiểu rằng đó là ai là cái người mà bóc lột công nhân. Dạ thưa anh, không phải là chỉ riêng gì giới chủ, những cái giới chủ của hãng xưởng người ta bóc lột công nhân không, mà Cộng sản Việt Nam cũng là một thành phần của giới chủ nhân ông để mà bóc lột một cách rất là trá hình, tức là họ che đậy rất là kỹ lưỡng thông qua những cái luật lệ, những cái cam kết, những cái chia chác bóc lột ở phía sau. Thì như vậy đó, người công nhân đó họ bị bóc lột rất là thậm tệ. Mà nếu bây giờ đó họ cải thiện đời sống cho công nhân đó, họ cải thiện đời sống cho công nhân, họ muốn giảm bớt những cái sự bất công, thì họ phải sửa đổi lại tất cả. Thứ nhất, họ phải sửa về luật. Thứ hai, họ phải tôn trọng các quyền dân chủ. Thứ ba, tôn trọng nhân quyền. Và như vậy đó thì họ đâu có cái quyền gì nữa. Mà trong khi đó, đó nếu mà để cho người công nhân đó, họ có những quyền lợi thật sự đó, thì giới chủ cũng như là giới cầm quyền họ đâu còn bóc lột được công nhân. Cho nên chính vì vậy đó là họ, người cộng sản của mình, chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay đó, họ không có muốn cái vấn đề là mất đi những cái mà họ đang có trong vấn đề bóc lột người công nhân. Thật sự đó, người công nhân đó không phải chỉ bị bóc lột bởi giới chủ không, mà còn bị bóc lột bởi nhà cầm quyền nữa. Và những cái điều này đó người ta không có nhìn thấy, tại vì đó cộng sản nó che giấu rất là kỹ, và người công nhân chỉ có biết rằng ở đấu tranh cho với cái ông chủ trực tiếp với mình thôi. Nhưng mà cái ông chủ trực tiếp đó, ông còn phải cống nạp cho cái giới lãnh đạo nữa. Mà cái ông chủ này ông đâu có nói được với người công nhân bây giờ hàng tháng tôi phải nộp cho nhà cầm quyền, cho địa phương này bao nhiêu tiền, rồi bao nhiêu những cái chi phí này chi phí kia. Người cái ông chủ đâu không thể nói được, tại vì nó không có giấy tờ. Thì chúng ta biết rằng ở Việt Nam đó, cái vấn đề mà ăn hối lộ hay là tham ô tham nhũng thì nó muôn hình vạn trạng, và nó không có cái gì để chứng minh, và ngay cả cái việc mà đi thanh tra những chuyện đó cũng rất là khó. Và cái người chủ đó, người ta mới đầu đó, người ta nhìn rằng đó, người ta thấy rằng đó, cái thị trường này nó có thể là có tiềm năng về vấn đề mà tiêu thụ hàng hóa sản xuất ra có thể tiêu thụ được, rồi với cái tiền lương thấp, rồi giới lao động thì cái độ tuổi trẻ, thì người ta hy vọng rằng người ta sẽ kiếm được cái lợi nhuận. Tức là đầu tiên đó là cái người chủ đó họ nghĩ rằng như vậy họ có thể sinh lợi, họ kiếm được nhiều lợi nhuận. Nhưng mà tuy nhiên họ đâu có biết rằng đó, khi mà bước chân vào đầu tư là Việt Nam, họ phải qua rất là nhiều những cửa ải tham nhũng, tham ô hối lộ, tất cả các cửa. Và như vậy tự nhiên nó cuối cùng đó là người ta làm sao bây giờ đó, ví dụ người ta tính rằng lợi nhuận ta có thể 10 đồng, nhưng mà bây giờ chia sẻ rớt rơi hết, bây giờ người ta còn có 2-3 đồng, mà bây giờ công nhân lại đòi người ta phải tăng lương chia bớt lại cái phần lợi nhuận đó nữa, thì đương nhiên đó là cái mâu thuẫn nó sẽ phát sinh, và người ta lại không có thể nào nói được rằng người ta không thể nào công bố cho công nhân biết rằng tôi phải đóng biết bao nhiêu là tiền cho chính phủ, cho địa phương, cho giới cầm quyền. Người ta không có giấy tờ gì chứng minh cả. Cho nên chính vì vậy cái mâu thuẫn nó càng ngày nó càng phát sinh. Và chúng ta thấy rằng là riết rồi bây giờ đó, các cái nhà đầu tư tự động rút lui một cách không kèn không chống. Và bây giờ cái vấn đề đó ở đây đó là nếu như mà các cái nhà đầu tư họ rút lui ra khỏi Việt Nam đó, thì đương nhiên rằng nó cái tình trạng xáo trộn, và cái tình trạng xáo trộn ở Việt Nam nó sẽ dâng lên cao. Nếu như mà không có phương pháp hoặc là không có cái vấn đề mà xử lý kịp thời, cũng như là như cái từ ngữ cộng sản nó nói là phải coi như là quản lý sâu sát từng vấn đề một đối với vấn đề công nhân,
và vì đây là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, thì thưa anh, đó là cái lý do mà tại sao đó mà người cộng sản họ không bao giờ họ muốn giảm bớt các cái vấn đề công, tại vì chính họ tham gia vào cái chuyện bất công đó. Vâng, tôi rất là tâm đắc với lại cái ý tưởng của luật sư Trần Quốc Hiền, tức là hiện nay đó cái chủ nhân mà bóc lột giới công nhân chính là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và ngay cả những cái công ty mà đang hoạt động tại Việt Nam, những ông chủ mà đang trực tiếp điều khiển công nhân, chính họ cũng bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bóc lột. Và khi mà họ bị nhà cầm quyền bóc lột đó, thì họ phải bóc lột lại giới công nhân, và cái giới công nhân chính là cái giới bị thiệt hại nhiều nhất. Cho nên, nhưng mà đây là một cái điều mà có lẽ rất là nhiều người không có biết được. Giới công nhân thì họ chỉ thấy rằng là cái giới chủ bóc lột mà thôi. Và thậm chí là người ở ngoài như giống như là chúng tôi bây giờ, chúng tôi cũng nhiều khi cũng tưởng là cái đó là giới công nhân, cái giới chủ, những cái chủ công ty ngoại quốc hay là họ bóc lột giới công nhân. Nhưng mà bây giờ qua cái cuộc hội lần này, chúng tôi mới thấy được rằng là cái giới bóc lột chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chính cái chế độ cộng sản Việt Nam này mới là chủ nhân bóc lột tất cả mọi người, bóc lột cả những người giàu lẫn người nghèo. Và để mà trả lời cho cái câu hỏi của tôi đó, thì tôi nghĩ rằng là chính cái lòng tham của những kẻ đang cầm quyền trong cái chế độ cộng sản Việt Nam, nó chính là nguyên nhân khiến cho họ không thể nào mà có thể gọi là xóa đi những cái bất công cho giới công nhân. Họ không có thể nào mà bài trừ đi cái nạn bóc lột giới công nhân, bóc lột tới tận xương tủy của giới công nhân. Nếu mà họ chỉ có khi nào mà họ từ bỏ cái lòng tham vô đáy của họ đó, thì họ mới có thể thực hiện được cái sự công bằng đối với công nhân mà thôi. Phải không thưa luật sư? Dạ vâng, rất là đồng ý với lại ý kiến của anh Kết ạ. Dạ vâng, kính thưa quý khán thính giả và luật sư Trần Quốc Hiền, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Quốc Hiền đã dành thời giờ cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Và trước khi chấm dứt, chúng tôi cầu chúc luật sư luôn mạnh khỏe, và nhất là hình như luật sư cũng là một trong những cái thành viên của Liên đoàn Lao động Việt thì phải. Và chúng tôi cũng rất là mong luật sư tranh đấu rất là mạnh mẽ cho giới công nhân vốn đang bị bóc lột hiện nay bởi chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và cũng xin cầu chúc quý thính giả luôn vui tươi, an bình và hạnh phúc. Xin kính chào luật sư Trần Quốc Hiền và quý thính giả. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Chính Kết ạ, và xin kính chào quý khán thính giả của đài Van TV ạ.